Trong đơn tường trình, ông Nguyễn Ngọc Quang nêu rằng, khoảng thời gian các năm 2018-2019, người đàn ông được nhắc đến đã nhận một số dung môi nhập kho để pha chế xăng, nhưng không chia lời cho ông Quang. Ông Quang không được biết sẽ chuyển đi đâu, không được biết sử dụng làm gì. Sau này khi thành vụ án, ông Quang mới biết dùng để sản xuất xăng giả. Cơ quan công an sau khi điều tra chỉ xác định số dung môi này liên quan đến tội phạm xăng giả, còn số dung môi ông Quang và ông này mua bán kiếm lời là không liên quan đến tội phạm. Cũng theo bị cáo Quang, sau khi việc pha trộn xăng giả bị phát giác tại nhà kho ở huyện Bình Chánh, người đàn ông này đã nhờ ông Quang đứng ra nhận tội thay. Ông Quang trình bày trong đơn rằng, ông ta bàn bạc và hứa với tôi khi tôi đứng ra nhận kho bãi và toàn bộ hoạt động trong kho bãi là của tôi. Do tôi điều hành hoạt động pha chế và kinh doanh xăng giả, thì ông ta sẽ lo cho tôi mức án tù treo, đồng thời chịu hết các khoản nếu nhà nước thu tài sản. Theo cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Ngọc Quang và đồng bọn cũng pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.